Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại kênh Đồ Gỗ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay Ngọc Anh và mẹ Hướng Mai sẽ giới thiệu cho quý khách một bộ bàn ghế rất là lạ, có 102 ở trong Đồ Gỗ Hướng Mai. Và bộ này thì có tên là chuông đào, được làm bằng gỗ cẩm lai Lào xịn ngày xưa, rất là đẹp. Bộ này chất lượng nhỉ? Vâng, quý vô cùng luôn. Chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Nghệ Hướng Mai. Hôm nay Ngọc Anh cùng mẹ đã giới thiệu một bộ bàn ghế chuông đào mà vân của nó chuông nho đẹp như là gỗ chắc chuông nho. Đây là một trong những cái bộ mà chất lượng nhất từ trước đến giờ, rất là quý giá, vô cùng là đẹp và chất lượng. Những cái bộ này rất là hiếm khi công ty làm, và phải lâu rồi mới có một bộ mà nó lại đẹp như thế này, tuyệt kỹ như thế này, chất lượng như thế này. Và cái bộ này từ trước đến nay thì được bán buôn đi nước ngoài, nhưng mà bây giờ thì đã có một bộ vô cùng là đẹp để công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Bộ chuông nho này thì cái đường nét cũng như là cái chất của nó thì vô cùng là quý, cũng như là khi mà đặt để trong ngôi nhà thì nó là một cái tác phẩm vô cùng là tuyệt kỹ, rất là đẹp. Nó đẹp ở cái gỗ của nó, nó đẹp ở cái vân của nó, cũng như là đẹp ở cái chất lượng, cái gì mà cái sự đẳng cấp của cái đỉnh cao của cái sự giản dị. Cái đẹp của sự giản dị, bởi vì vân của nó đẹp quá, chứ nó không phải như là các cái bộ thường kia. Nên là khi mà đặt để vào trong ngôi nhà thì nó nhẵn mà nó bóng mà nó đẹp. Ngày xưa những cái bộ như này là Trung Quốc họ đặt khoảng 580 triệu, nhưng mà bây giờ thì công ty đang tri ân với giá của nó là 450 triệu. Nên là quý khách mua sẽ giá rất là hợp lý, nhưng mà vô cùng là đẹp, với 4 ghế, một đoàn, một bàn và 2 đôn. Cây vào trong nhà thì càng để lâu càng có giá, và những cái hàng này ngày xưa họ bán cân, nó rất là quý vô cùng luôn. Và nó như là gỗ chắc, cái đanh như gỗ chắc, gỗ vẫn để nguyên gỗ mộc nhưng mà nó đã đẹp rồi, nó đẹp và nó kỹ và nó quý. Khi mà để trong nhà thì nó sẽ là một trong những cái tác phẩm vô cùng nghệ thuật, nhưng mà nó lại có giá trị trường tồn. Sau này thì sẽ là những cái khối tài sản vô cùng là giá trị để cho con, cho cháu và chắc ngày mai sau. Và cái đi văn của nó, Ngọc thấy cái gì ở cái đi văn này? Gỗ đẹp không? Con thấy bộ bàn ghế này thì gỗ rất là đẹp, và bên cạnh là hai cây nho ạ? Đúng rồi, nho tức là phong thủy gọi là gì? Nho sóc. Nho sóc. Nó là cái sự thịnh vượng, trù phú, chữ hạt ấy, là nó nói đến cái sự giàu có, sung túc, đủ đầy ấy con. Vâng. Như là trong cái cuốn sách bảo là người nào có sẵn lòng biết ơn thì anh ta có sẵn sự đủ đầy ấy. Và họ luôn luôn được sung túc, thì cái quả nho nó chính là cái sự thịnh vượng của cái sự sung túc đủ đầy. nó chịu hạt. Một cái chùm nho nó là bao nhiêu là quả, chứ nó không chỉ riêng một quả không. Mà nho sóc thì thường là nói lên cái sự thịnh vượng, cái sự hạnh phúc của người xưa. Nếu mà nhà nào mà có các cái bộ bàn ghế mang được các cái hình dáng như là nho, quả sóc ấy. Còn sóc thì phong thủy của nó chính là cái sự thịnh vượng đủ đầy, cái sự phồn thịnh gọi là sinh sôi nảy nở ấy cơ. Nên cho nên là ngày Tết mọi người cũng hay mua nho để thắp hương bàn thờ, đúng không? Mẹ Ngọc chẳng hay mua nho. Đấy. Thế và khi mà đặt để trong cái ngôi nhà thì quý khách sẽ thấy được sang quý và chất lượng của nó. Dáng ngồi cũng thế, người xưa cho rằng là khi mà ngồi ở cái dáng tư thế thẳng đứng như thế này thì sẽ tạo ra được những con người quân tử. Quân tử là họ sống và làm việc với lấy cái sự gọi là phụng sự xã hội cũng như là sự tử tế là hàng đầu, và luôn luôn là sống nhân văn. Thế nên là trong các cái bộ ngày xưa thì thường là dáng ghế của nó rất là cao, và khi ngồi thì nó có cái sự vững chãi, và lưng thì thẳng đứng, và ngồi thì cảm giác nó rất là dễ chịu, nhưng mà lại rất là đĩnh đạc, đàng hoàng. Nên là một trong những cái bộ mà VIP nhất của thời xưa chính là bộ chuông nho này. Và hôm nay thì đã lâu lắm rồi công ty mới có được một bộ như thế này. Hướng Mai cũng như là Ngọc Anh xin giới thiệu với quý khách những cái bộ bàn ghế mà mang được phong cách cổ xưa nhưng mà lại vẫn giữ được nét truyền thống, nhưng mà lại vô cùng là sang trọng, lại rất là đơn giản, chân chu, và cái đẹp của nó là sự giản dị. Hướng Mai cũng như là Ngọc Anh xin gửi lời biết ơn lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách một năm mới an khang thịnh vượng. Và nếu mà quan tâm đến những cái bộ mà để lại trường tồn cho con cháu thì hãy nhớ tới bộ bàn ghế 450 triệu chuông nho này, 8 thứ. Và liên hệ với Đồ Gỗ Minh Nghệ Hướng Mai hoặc đến tận nơi để tham quan xem, nếu mà ưng ý có thể đủ duyên mua về nhà mình. Và mong cho quý khách có sự đủ đầy thịnh vượng và sung túc giàu sang. Cảm ơn quý khách đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Đồ Gỗ Hướng Mai. Kính chúc quý khách có đầy đủ 5 phước báu của Đức Phật là sức khỏe, sống lâu, diện mạo đẹp, thành công và trí tuệ. Chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào. Happy New Year. Chúc mừng năm mới.